Leo Văn Minh chào anh em và các bạn. Hiện tại bây giờ là 15 giờ 48 phút. Chủ nhật ngày mùng 10 tháng 11, tức là ngày 14 tháng 10 âm lịch năm 2019 sau lập đông 2 ngày. Và mình ra lập hơi yếu cho nên hôm nay tranh thủ chủ nhật mình quyết định tưới thật đẫm để cho vải ra lập. Và tiện thể tưới sạch ao luôn. Thì qua video này mình cũng làm một video chia sẻ với các bạn về vấn đề tỉa vải bắt cá, những lưu ý khi làm bể bơi ao hồ gần nhà. Đây, vấn đề bắt cá như sau. Không biết các bạn ở thành phố có biết bắt cá này không, nhưng mà ở nông thôn mình ấy, chúng ta bắt cá phải bắt như thế này này. Khi bơm tát thật cạn chúng ta đừng xuống nhá, chúng ta lưu ý chúng ta đừng xuống, để thật cạn thì chúng ta nhặt cá một lượt từ trên xuống để đừng sót những con cá nhỏ, những con cá nó dẫm vào hố nước. Đây, vợ con mình đang bắt cá. Úi rồi cá kìa, cá toàn cá nhỏ thôi. Con xuống xem gì có cá con nào to không, nhặt nhanh một tí nha. Úi rồi cá kìa, ý cá, con xuống đi, con xuống bắt cho nào. Thôi con xuống nhặt đi nhất tân ơi, ra nhặt cá trước đi, xong nhặt ốc sau được, nhặt cá trước đã. Này con đang nhặt cá này, này cho con xuống nhặt, nhặt đừng đừng giận đừng nhặt. Nhặt vào vẻ na à, nhặt vào. Con nhặt cẩn thận nhá. Nhất tân ra nhặt nữa con ơi. Con nhặt từng con cá vào. Biết rồi con nhặt đi đã ơi, con đừng rảnh sạp rảnh con ơi. Con đang nhặt từ trên xuống. Con dám rảnh cá nó ngoài nó lặn trước thì bố chẳng làm sót con cá. Cá chuối khá to đấy con. Vâng. À đây là cách bắt cá nhé các bạn nhé. Không biết các bạn ở thành phố biết bắt cá này không? Khi chúng ta bắt cá, chúng ta đừng để nước thật cạn, chúng ta nhặt dần từ trên xuống. Bởi phòng chống hiện tượng là cá nó rơi xuống rãnh, xuống hố chân chúng ta. Nếu chúng ta vừa bắt, vừa tát, à vừa xuống lội xuống thì nó sẽ bị cá nó sẽ chui vào đốt chân, rất là khó bắt. Và mình nhớ ngày xưa mình còn nhỏ khi đi bẫy chim. Ngày ấy mẹ và các chị mình đã gặt lúa qua cái ruộng nhà mình. Nhưng mà mình đi qua, đã gặt đi rồi, thu lúa, thu rơm, thu dạ xong hết đâu đó. Nhưng khi mình xuống mình bắt cá, à mình xuống bẫy chim, thì lại thấy một con cá chuối khá to. Đấy. Thôi, mình quay về chủ đề hôm nay là vấn đề những lưu ý khi xây ao hồ, bể bơi gần nhà. Thì như chúng ta đều biết, theo phong thủy, một khối lượng nước lớn sẽ tạo ra một năng lượng rất mạnh. Cho nên chúng ta phải hết sức cẩn thận khi tác động nó đối với căn nhà của mình. Bởi vì theo quan điểm của âm dương ngũ hành chúng ta biết rồi. Thủy sinh mộc, mộc sinh thổ. Thủy sinh mộc, mộc sinh hỏa, hỏa sinh thổ. Thổ sinh kim và kim lại sinh thủy. Chính là trong âm dương ngũ hành tương sinh tương khắc. Nó là như vậy. Bởi trong quan điểm về âm dương ngũ hành, âm dương là hai lực đối địch nhau. Nhưng mà nó lại tương sinh tương khắc với nhau, nó kết hợp với nhau để tạo nên vũ trụ, tạo nên ngũ hành. Thôi mình quay trở về vấn đề chính. Như chúng ta biết rồi, các khu vực mà có nguồn nước là tĩnh ấy, là tạo âm. Mà theo lý thuyết thì chúng ta biết âm nó sẽ tạo thế cân bằng lại với ngôi nhà của mình là năng lượng dương. Vậy chúng ta đặt bể bơi như thế nào để đạt được tiêu chuẩn, làm sao cho âm dương nó quân bình, tránh những hiện tượng xấu đối với ngôi nhà của mình. Thứ nhất, chúng ta làm bể bơi và ao hồ gần nhà. Thì chúng ta nên làm những đường tròn mềm mại, đừng làm quá vuông vắn. Chúng ta nhìn ao nhà mình mềm mại. Đây nhé, chúng ta nhìn ao nhà mình rất mềm mại, đường cua, lượn, đều, không vuông cặn vắn sắc cạnh. Đấy. Hình như là cái quả chuối, người ta gọi là hình lá phổi là đẹp nhất. Còn vì sao như vậy? Bởi vì theo quan điểm, chúng ta biết rồi, những đường G, đường sắc cạnh, nó như mũi tên độc để bắn vào nhà mình. À, ao chúng ta hạn chế xây cái hình vuông. Như mình đây mình xây hình như là cái lá phổi nhá, ôm lấy căn nhà của mình. Mình ví dụ như vậy. Các bạn có thể là bảo mình là mê tín. Khi chúng ta làm cái gì cũng thế, chúng ta hạn chế những cái đường G cạnh sắc cạnh. Cho nên chúng ta biết về nguyên thủy trong tự nhiên, bất cứ cái gì sắc cạnh nó đều là vũ khí, răng, nanh hoặc là móng vuốt của con vật hoặc mỏ con vật, nó đều có tác động là để
Nó đều có tác dụng là sát sát thương, ví dụ như là các loại sừng răng đều để cắn con vật. Nào bắt đi cá đi con. Các đồ nhọn răng nanh các cái để đều cắn con vật, hoặc là một số cái gai sắc nhọn của cây cối như thế để nó hạn chế những con côn trùng hoặc những con động vật phá hoại đến nó để bảo vệ nó. Cho nên chúng ta tránh những đường gờ sắc cạnh nhá. Để vứt vợ rổ á, lấy rổ này hả? Này này, đón gái không thì vứt đi nó bắn nước. Đây 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 đây. Đón nhá. Mình quay lại trở về, chúng ta đừng tránh những đường nhọn hoắt nhá. Cho nên chúng ta xem những ngôi nhà xây dựng của Pháp hoặc một số nước, họ không xây cái đường gờ cạnh đâu, mà chủ yếu là làm những đường vòng lượn. Đấy. Tiếp theo mình nói về cái đường vòng. Ôi trên kia con cá khá to kìa. Khi chúng ta xây cái ao và làm con đường, cũng như là cái bờ ao, bờ sông, nó cua lại, nó tạo cho chúng ta cảm giác cái ôm ấp đấy chúng ta. Còn nếu như chúng ta tạo cái đường cắt ra, nó giống như cái đao vậy. Mình cứ ví dụ như sau. Khi chúng ta ở cạnh nhà có đường, mà đường là không phải cái đường ôm lại chúng ta, mà đường cắt vào chúng ta. Ví dụ không may, những cái xe mà họ đứt phanh, hoặc xe container phân khối trọng tải lớn, nó đứt phanh thì rõ ràng nó lao vào nhà chúng ta. Hoặc là trường hợp khi chúng ta ngủ, đèn của các xe máy, xe ô tô nó hắt vào nhà mình rất là khó chịu. Nhưng nếu chúng ta ở cái đường gọi là đường cua, ấy con cá kìa, các đường ôm lại thì chúng ta hạn chế được vấn đề này. Mặc dù như chúng ta biết rồi, nước theo lý thuyết nó là âm thật, nhưng nếu chúng ta có cách bố trí làm sao hợp lý thì nó vẫn đem lại hiệu quả cho quang cảnh của chúng ta ở. Ví dụ như là ao, chúng ta nên xây ở hướng như thế nào? Đấy. Để nó tạo cho điều tốt đẹp cho nhà của mình. Ví dụ nhà mình xây ao ở đây, thì ao nhà mình đặt ở hướng nam. Thì hướng nam tiêu hao bớt năng lượng của hỏa ở đây, của hướng này. Và nên làm ao chúng ta làm ở hướng đông hoặc là hướng đông nam. Nhà mình cũng làm ở hướng nam, là một phương vị rất tốt để nó tăng năng lượng của nó. Và ao của mình là thủy thì nó cũng tác dụng cho mộc, bởi vì thủy sinh mộc. Và cái năng lượng âm của ao thì nó cũng được cái năng lượng của mộc là cây cối hút đi, nó hạn chế được quá trình của ao. Còn việc kích thước của ao cũng thế, chúng ta phải lưu ý. Ví dụ nhà mình rất nhỏ thì mình làm cái ao cũng vừa phải, nhỏ, đừng làm quá to. Đấy, ao này rất nhỏ và cách nhà mình khá xa. Còn về nông nghiệp chúng ta biết rồi, ao nó là cái nỗ chỗ để tưới nước, để tưới tiêu, nó rất tác dụng. Như các bạn đã biết về mình làm vải thiều, chia sẻ vải thiều, nhà mình là có 4 cái máy nước, một cái máy bơm ở sông lên là 2,2 kg, một cái máy ở đây là máy 750 bơm ở ao, còn một máy hỏa tiễn bơm ở nước giếng khoan, và một cái máy nữa ở giếng khơi. Tuy nhiên mình thường xuyên dùng cái nước mặt này, khi không có nước mặt thì mới dùng giếng khơi, và cuối cùng mới dùng giếng khoan. Cho nên gần như mình khoan giếng từ năm 2017 mình không dùng bao giờ cả. Bởi vì như chúng ta biết rồi, cái nước ở giếng khoan nó là dưới lòng đất, nó có thể có một số hóa chất không có lợi cho cây trồng. Còn nước mặt trừ trường hợp là chúng ta bị ô nhiễm môi trường, còn nếu không ô nhiễm môi trường chúng ta lấy nước mặt thì cực kỳ là tốt. Còn ví dụ như các bạn ở thành phố mà chúng ta tưới cây cảnh bằng nước máy cũng thế, chúng ta phải mang ra phơi để cho bốc bớt một số cái gì gọi là cái clo cái gì đó để xử lý nước các bạn nhé. Thì tiện thể hôm nay mình bơm nước tưới vải. Con ơi, kia con cá kìa, mãi trên kìa. Kia kia kia, mãi trên kia. Ở trên. Thì mình chia sẻ một chút về kinh nghiệm về làm ao. Đừng làm quá gần nhà, và hình ao nên nó không đừng vuông mà nên tròn trịa một chút để phòng chống hiện tượng là nó bị gọi là bắn mũi chân độc vào. Còn ngoài ra ở đây có con này. Đây đây, vẫn sót một con trên này đấy. Đây đây đây. Đây 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 đây. Đấy, ngay đủ đấy. Trên tí. Đấy, đấy đúng rồi. Để sao con bằng cái to cơ mà. Đau chân lắm, rắn ở đau lắm. Mình nói đến đâu nhỉ? Ngoài ra khi làm ao chúng ta cũng đừng làm vuông vắn sắc cạnh quá, đừng thẳng đứng xuống, mà chúng ta nên làm nó thon thon, à tức là nó thoai thoải ấy.
thì có mấy trường hợp như sau. Chúng ta nên làm từng bậc một. Bởi vì như này, không may mà có những cháu, những người mà không biết bơi, không may mà sa chân xuống thì nó từ từ người ta có thể là không bị. Ôi con ơi, con ơi, mẹ mẹ con phải lấy cái thau nữa, cá nhảy ra ngoài rồi. Đừng bước đi bước lại, nó dẫm thụt cái cá xuống con ơi, lấy thêm thau con. Con về bên, à kia, thau kia, nhấc thân. Trên kia thau trên kia kìa. Con này lấy thau con này. Lấy lấy thau đi con, kìa, thau trên kia. Tức là mình nên để thoai thoải. Và vì thoai thoải nó cũng tránh hiện tượng là bị sô đất. Ngoài ra, khi mình làm ao, mình cũng nên làm một điểm sâu xuống. Ví dụ ao nhà mình đây. Nó có hình như hình quả chuối, gọi là hình lá phổi. Thì nó vòng cung và đây là một điểm sâu. Và như chúng ta biết rồi, điểm sâu nếu mà mùa hè trời nắng nóng thì cá xuống cái điểm sâu để cho nó tránh nóng. Còn mùa đông, cá lại rơi ra rồi, nhặt cá, cho thau khác đi Thủy ơi. Còn về mùa đông, trời lạnh thì cái điểm sâu đấy cũng là cá nó ở đấy nó đỡ, chắc cho về nhà đi, cho về thùng về nhà. Nó nhảy hết ra ngoài, bắt xong nó nhảy ra ngoài. Để thau. Để tránh hiện tượng là mùa đông cũng thế thì cá nó cũng xuống vùng sâu nó đỡ chết. Tóm lại là mình nên để một điểm sâu để cho giữ nhiệt độ nó ổn định. Như chúng ta biết rồi, nhiệt độ thì ở dưới nước nó sẽ ổn định hơn. Nếu trời nóng thì nước nóng từ từ, nếu trời lạnh nước nóng lạnh từ từ. Và như chúng ta biết, ở dưới nước nó trên chỉ 4 độ C trở lên. Tất nhiên mình thì không có nhiệt độ lạnh như vậy. Còn có cá trên kia đúng không con? Và như chúng ta, các bạn xem video của mình, các bạn biết rồi, năm nay mình làm vải, mình chốt app YouTube rồi. Cho năm nay mình đầu tư thời gian mình làm vải, cho nên mình ít quan tâm đến vấn đề khác. Còn cái ao này nhà mình đào từ năm 2011, lúc đấy các cháu mình vừa sinh. Sau khi mình đào xong, mình thả cá. Và thông thường như mọi năm ấy, mình cứ bơm nước cạn thì mình lại bơm nước sông vào để cung cấp lại nước. Không ao cạn, vì là mình có cá. Thì cá nhà mình chính thức năm ngoái, nó lại nhảy ra rồi. Chính thức năm ngoái mới bị chết một loạt, bởi vì lúc ấy mình bận quá, mình không dọn cỏ được. Chân cỏ rác nó quá nhiều, dẫn đến hiện tượng cá nó ngạt, nó chết. Và nhà mình đến năm kia, năm ngoái năm kia có những con cá được gần đến 5 cân các bạn ạ. Trong ao mình nhỏ ấy thôi. Và mình đào xong thì rất là sâu. Và mình đợt này mình bơm nước tới vải xong. Có con 7 cân cả. Quên rồi, dạo ấy bán quên. Thì năm ngoái cá nhà mình chết hết. Vì là quá là rậm rạp các bạn ạ. Và nhà mình từ năm ngoái đến giờ là mình bận quá cho nên mình chưa sửa lại. Đợt này mình tiện thể mình bơm cạn nước. Rồi mình thuê máy xúc về, mình xúc lấy bùn lên và có sửa chữa lại, dọn dẹp cỏ rác. Thời gian rỗi rãi dọn dẹp cỏ rác, có xử lý, tóm lại xử lý ao nuôi cá và xây dựng lại sạch sẽ để sang năm tiếp tục thả cá. Và để sang năm tiếp tục lại bơm nước ngoài ao, ngoài sông vào để lấy nước làm hoa vải. Thôi, hôm nay mình cảm hứng tát sạch ao cá, bơm nước. Tắt nước hết sạch ao để bắt cá. Làm video này chia sẻ với các bạn. Mình sẽ đặt video này tên là tỉa vải, tưới vải bắt cá, những lưu ý khi làm bể bơi ao hồ gần nhà. Cảm ơn các bạn xem video của mình.